Nhất xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa ông, xin ông cho biết sản lượng tiêu thụ điện trên cả nước từ đầu năm và đặc biệt là cái sản lượng tiêu thụ điện từ đầu cái mùa nắng nóng vừa qua. Theo số liệu của thống kê của chúng tôi thì tổng cái sản lượng điện tiêu thụ trên toàn hệ thống đạt là 115,91 tỷ kWh. Trong các ngày nắng nóng vừa qua thì nhu cầu phụ tải điện này tiếp tục tăng trưởng cao nữa. Và ngày cao nhất thì chúng tôi đã ghi nhận được là xấp xỉ 711 triệu kWh, như vậy tăng 10,7% so với cả ngày nóng nhất của năm 2017. Còn về công suất thì đã đạt được đến 34.514 mê. Miền Bắc thì đang ở trong đợt cao điểm nắng nóng. Vậy riêng cái sản lượng điện trong những ngày qua thì như thế nào và dự báo cái nhu cầu điện từ nay cho đến hết những ngày nắng nóng này sẽ ra sao, thưa ông? Cụ thể là ngày 2 tháng 7 thì sản lượng điện của miền Bắc, toàn miền Bắc đã đạt là 345 triệu kWh và công suất mắc đã đạt là 16.655 MW. Đây là cái mức mà lớn nhất từ trước đến nay. Cái nhu cầu sử dụng thì như chúng ta đã biết là miền Bắc là chúng ta vẫn còn có thể nắng nóng trong các cái thời gian tới. Do vậy mà cái nhu cầu đối với cả phụ tải điện ở khu vực miền Bắc chúng tôi dự báo còn có thể lên tới về sản lượng ngày có thể lên đến 350 hoặc 305 đến 360 triệu kWh và công suất có thể đạt là trên 17.000 MW. Với nhu cầu tiêu thụ điện như vậy thì việc chuẩn bị của tập đoàn điện lực thì sẽ như thế nào và liệu chúng ta có phải tiết giảm điện hay không hay là phải huy động nguồn điện từ các tổ máy phát điện chạy dầu DO? Trong 6 tháng vừa qua thì cái việc cung cấp điện như các bạn đã biết là được đảm bảo và hệ thống điện đã vận hành một cách an toàn, ổn định. Và theo tính toán của chúng tôi thì trong thời gian tới cái việc cung cấp điện đối với miền Bắc này cũng sẽ vẫn được đảm bảo. Còn đối với vấn đề chạy dầu thì trong các tháng vừa qua của mùa khô thì tập đoàn cũng đã có chỉ đạo là cũng sẽ chặn các cái nguồn dầu ở trong khu vực miền Nam để đáp ứng cho cái nhu cầu phụ tải. Để đảm bảo điện trong những ngày sắp tới thì giải pháp mà ngành điện lực sẽ thực hiện là gì, thưa ông? Thứ nhất là tập đoàn cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị ở đây là có trung tâm điều độ quốc gia chúng tôi phải xây dựng cái phương án vận hành ngày cực đoan. Cái thứ hai là chúng tôi trong thời gian vừa qua thì tập đoàn cũng phải chỉ đạo các đơn vị là phối hợp sửa chữa nguồn điện và lưới điện làm sao mà trong các cái tháng đầu của mùa khô để có một công suất cao nhất để đáp ứng cho nhu cầu của phụ tải. Cái thứ ba nữa là tập đoàn cũng có chỉ đạo các đơn vị là phải tiết kiệm nước, phân bổ nước làm sao mà để có công suất khả dụng tốt nhất, cao nhất cho đến thời kỳ trước khi mùa lũ đến. Và cái điểm thứ tư nữa là tập đoàn thì cũng có chỉ đạo quyết liệt đối với các công trình mới. Trong năm 2018 thì đã có đóng góp thêm một cái nhà máy Vĩnh Tân 4 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam công suất trên 1.200 mê đã đóng góp sản lượng đáng kể cũng như công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.